Hello xin chào ông bà cô chú nha Hôm nay mẹ chay sẽ quay cho ông bà cô chú coi một ngày của chay diễn ra sẽ như thế nào ha Đầu tiên là sáng kêu vũ dậy nè ông bà cô chú ơi Bây giờ là tới bước uh, chơi, chuẩn bị cho chay đánh răng rồi thay đồ rồi mình uh, chuẩn bị uh, đi học cho ngày hôm nay Thì uh, chay năm nay là 5 tuổi, gần 5 tuổi rồi đó ông bà cô chú mỗi ngày mà kêu chay dậy thì cũng dễ lắm chứ không có khó đâu bây giờ là chay thay đồ nè rồi chay chuẩn bị ăn sáng sáng hôm nay thì chay ăn bánh mì chấm sữa ông bà cô chú ơi ăn những nguy trang việt nam ông nó rất là thích cái 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 cái, cái à, chấm sữa này rồi à, rồi cái xong rồi cái đi học thì nhà cũng gần nên là cũng à, không có lo mà đi quá sớm à, bây giờ là em bé mình đã tới nơi rồi bây giờ mình sẽ xuống nha Giờ học của chay thì 9 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều ông bà cô chú Coi cái tướng bước vô trường tự tin dễ sợ không Vô tới thì mẹ đưa cặp cho chay rồi cái cô giáo chạy ra ôm chay một cái để chào đón chay tình cảm dễ sợ luôn Xong qua ôm mẹ một cái rồi Bây giờ là 3 giờ chiều rồi nè Ngọc sẽ đi đón chay ha Bây giờ về là chay sẽ lấy sách này ra đọc một chút để coi hình ảnh rồi Ngọc cho Chay ngồi để cho coi chơi cái đàn piano. Một chút tại giờ Chay cũng đã học đang học đàn piano. Chơi xong một chút xíu thì Ngọc sẽ cho Chay bắt đầu qua chơi tới cái app BaBylala thì đây là một cái app dạy tiếng Anh các bạn. App này dạy tiếng Anh là chuẩn chương trình của quốc tế luôn á, dành cho trẻ từ 3 tới 8 tuổi. À, mà cái app này học cũng vui lắm. Mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 15 20 phút là có thể học được rồi. Đặc biệt là app này có một cái tính năng rất là độc quyền luôn là tính năng live interactive video thay vì học tiếng Anh một cách thụ động thì trẻ tham gia vào các tình huống trong bài học được tương tác trực tiếp với giáo viên qua công nghệ giả lập live interactive video cho phép giáo viên hỏi và bé trả lời luôn thì từ đó hình thành được cái phản xạ giao tiếp của trẻ trực tiếp với giáo viên bản ngữ luôn nếu như các bậc phụ huynh đang lay hoay để tìm cho con mình một cái ứng dụng mà để học tiếng Anh á thì Ngọc thấy là Babylala là một cái cái sự lựa chọn mà mọi người nên thử ngoài ra thì cái này còn có cái phần chơi game nữa nè các bạn thì thì chơi game á, mà được vừa chơi vừa học tiếng Anh thì đối với những cái bạn nhỏ này thì còn gì bằng nữa đúng không mọi người? Như cái game này là hỏi là cái áo là cái nào là người ta đã đọc tiếng Anh ra, cái quần là ở đâu, đôi giớ ở đâu, cái nón ở đâu thì các mấy bạn nhỏ sẽ chỉ vào những cái chỗ đó. Phần tiếp theo này chay bấm vô là phần baby Math là cái chương trình học toán tư duy số 1 của Singapore. Hiện tại là đang có 100 suất tặng kèm miễn phí khi đăng ký học app Barbie Lala. Phần tiếp theo này, cái này là phần core này các bạn. Tính năng gọi điện thoại thì bé sẽ trò chuyện với lại người nước ngoài. Thì khi mà vừa trò chuyện thì sẽ vừa học mà nó có một cái tính chất rất là chân thật à có một cái sự tương tác qua lại giữa bé với lại à, à, thầy giáo người nước ngoài cái giọng nói Ngọc ngò Ngọc nghe rất là chuẩn luôn rồi thầy giáo sẽ đưa cái bảng lên và hỏi trẻ đó là cái gì và trẻ trả lời không biết thì thầy giáo sẽ nói lại cái đó cho trẻ nghe và trẻ sẽ lặp lại thì cái à, phản ứng tự nhiên á, thì Ngọc thể thấy nó là, nó là hữu hiệu nhất luôn Hiện tại thì học phí đang được giảm 59%, tặng thêm 100 suất học tiếng Anh tư duy và kho truyện độc quyền, cộng thêm bộ quà tặng Happy Kids trị giá 1 triệu đồng dành cho tất cả các cô chú anh chị yêu thích chay và gia đình chay nha. Còn chần chờ gì nữa các bạn nhỏ ơi, hãy cùng chay học tiếng Anh với Baby La La.